Suốt hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với phương châm đem khoa học đến nhà nông, Điền Trang đã không ngừng nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm vi sinh vào canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học, đem lại hiệu quả cao và an toàn. Đội ngũ nghiên cứu Điền Trang đã cùng các nhà nông áp dụng giải pháp canh tác hữu cơ, an toàn và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng nông sản, đồng thời bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Ngoài nấm Trico Đẹp Ma, hiện nay trên thế giới còn ứng dụng rộng rãi các chủng vi khuẩn Bacillus trong quản lý bệnh hại cây trồng, điển hình như Bacillus subtilis, Amylolivia fasciens, Megatherium velensis, Thuringiensis. Từ 100 chủng Bacillus trong bộ giống, Điền Trang chọn lọc 5 chủng có khả năng kiểm soát hiệu quả nấm bệnh, phân giải đạm, lân khó tan, diệt sâu và tiến trùng để tạo chế phẩm Điền Trang Trico 5B. Bacillus có hình thái tế bào và đặc điểm khuẩn lạc rất đa dạng. Sau đây là hình thái tế bào và khuẩn lạc của 5 chủng Bacillus. Bacillus thường có khuẩn lạc màu trắng, hình tròn hay hình dạng bất định, rìa răng cưa hay rìa nguyên, có tâm hay không có tâm. Tế bào hình que ram dương, kích thước chiều dài 1,5 đến 10 micromet, đường kính chiều ngang 0,25 đến 1 micromet. Bào tử hình bầu dục nhỏ hơn nằm giữa hoặc là tâm tế bào, kích thước từ 0,8 đến 1,8 micromet. Sau khi chia sẻ đặc điểm hình thái, chúng tôi sẽ chia sẻ về công dụng của Bacillus trong nông nghiệp. Bacillus có thể kiểm soát hiệu quả nấm bệnh trên cây trồng như là bệnh thắng thư, vàng lá, thối rễ, đốm trắng, chích nhánh. Bacillus trong sản phẩm Điền Trang Trico 5B kiểm soát hiệu quả nấm bệnh thông qua cơ chế cạnh tranh dinh dưỡng, sinh ra một số enzyme và kháng sinh tự nhiên phổ rộng, kiểm soát hiệu quả nấm bệnh cây trồng. Bacillus còn kiểm soát tốt vi khuẩn gây bệnh sơ đen trên mít. Bacillus không chỉ kiểm soát tốt nấm bệnh mà còn hỗ trợ chuyển hóa chất dinh dưỡng trong đất, thúc đẩy sinh trưởng cây trồng. Bacillus tiết ra nhiều loại enzyme protease, phân giải đạm và tổng hợp axit hữu cơ, phân giải lân khó tan trong đất. Trong quá trình tạo bào tử, Bacillus thuringiensis tạo ra tinh thể độc. Sau ăn lá cây, nuốt phải tinh thể độc vào ruột, tinh thể độc gây vỡ ruột và sâu bị chết. Ngoài diệt sâu, Bacillus thuringiensis còn diệt được tuyến trùng gây hại cây trồng. Trước khi đóng gói thành phẩm, Bacillus được kiểm tra mật số. Quy trình sản xuất Bacillus được quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt trong từng giai đoạn, đảm bảo độ ổn định chất lượng của sản phẩm. Phòng nghiên cứu và phát triển Điền Trang luôn không ngừng cải tiến quy trình để đem đến sản phẩm chất lượng cao và hiệu quả hữu ích trong canh tác hữu cơ bền vững. Thương hiệu Điền Trang Trico được nhà nông tin tưởng lựa chọn và sử dụng. Cảm ơn quý khách hàng đã yêu thương và tín nhiệm vi sinh Điền Trang Trico trong nhiều năm qua.